Rồi, hello, xin chào anh em ha. Chào mừng anh em trở lại với kênh điện tử vững chắc của mình. Thì cái bài hôm trước á là có hướng dẫn cho anh em cản cái lo chép rồi, thì nó vẫn còn nè, nó vẫn còn nguyên cái combo như thế này ha. Đấy, thì hôm nay hướng dẫn cho anh em cản luôn ha, cản luôn phân làm cái phân tầng cho cái lo chung luôn. Đấy. Ha. Cái lo chung thì nó cũng tương tự, nó cũng gần giống như cái lo chép đấy, gần giống như cái lo chép ha. Thì anh em chuẩn bị cho mình nè, một con điện trở cũng giống gì luôn ha, 10 ohm 10 ohm 10W nè. Và cái con điện trở này chức năng nó cũng y chang như phần lo chép nha anh em, y chang như phần lo cho chép, không khác gì gì cả, y chang như lo chép nha. Thì anh em muốn biết chức năng của nó thì quay trở lại video trước đặt cản chép ha. Thì anh em đầu tiên mắc song song như này cho mình ha. Đấy, thì cái dây ga lo nè, dây ga lo nè. Đấy, cái dây ga lo này ha, một cái dây trừ thì anh em mắc vào đây luôn cho mình, là cái cực trừ luôn 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 ha. Và cực cực trừ là cũng là cái cực trừ của cái lo chung luôn. Đây, mình lấy cái lo chung nhỏ thôi ha, đây, lo chung 10 thôi. Đây, mình hàng cho cái cực trừ của cái lo chung luôn nè, là cái cực trừ của cái ga lo luôn nha anh em, là gì cực đó luôn, nó là y chang như vậy, không có khác gì hết trơn ha. Đấy, thì anh em đã nắm kịp chưa? Đấy, còn cái phần cộng của cái lo chung nè, đây cộng của cái lo chung mình hàng vào đây luôn ha. Đấy, thì xem nó sẽ đi về đâu ha. Rồi mình hàng mình để ở đây ha, để cái lo qua một bên nha anh em. Đấy, cho nó gọn. Đây, để quay tập trung vào cái mặt đó, thì này là cái cộng của cái lo chung nè, chưa hàng đâu chứ ha. Đấy, thì khi mà cản cái lo chung á thì anh em cản đây, mình sẽ dùng con tụ nè 10 mi-gô 400V ha. Thì anh em có thể dùng 250 hoặc là 400V ha, 10 mi-gô. Thì cái con tụ này á là cái chức năng của nó ha, thì cái nó cũng giống như cái phần cản chép của mình đó. Mình đã có nói hôm vừa cái video trước á, thì con tụ này mà càng lớn á, thì cái tiếng chung nó càng lớn. Đấy, giống như thể hiện trên lo chép thôi. Đây, ha, rồi. Thì đây mình hàng vô đây ha. Rồi, đây hàng vô đây ha. Rồi còn cái cực dương. Cực dương của chỗ ga lo, cái mạch lo kéo đó, thì mình hàng vô đây cũng giống như cái lo chép luôn ha. Rồi, cũng giống như cái lo chép luôn ha. Và ở ở đây cái phần chung đó, thì cái đầu ga của nó thì nó hơi khác một chút xíu ha. Thì thay cái phần chép là cái đầu ga nó là ngay 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 ra đây ha. Còn cái lo chung của mình đó, thì cái đầu ga mình phải thêm một cái cụm cảm như thế này nữa. Đây, cái đầu ga của nó thêm một cái cụm cảm nữa nữa ha. Thì hàng vô ngay đây đấy. Rồi cái đầu đầu ra là thêm một cái cuộn cảm hàng vô đây ha. Rồi cái này là mô phỏng cho anh em thôi ha anh em, cho nên nó không được đẹp đâu. Rồi rồi thì cái đầu ra nè, nó qua một cái cuộn cảm nè, rồi nó sẽ đi vào cái dương chép. Ủa xin lỗi, cái dương của cái lo chung hồi nãy nè, cái dương lo chung nãy cái dây mình hàng sẵn đó. Đây thì đây hàng vô đây. Rồi ha. Rồi đây mình kết nối cái lo kéo cho anh em xem thử ha. Rồi on lên nè, kết nối cái lo kéo ha. Dính hết chưa? Rồi, chúng ta đây tôi cũng bắt một cái đầu nhạc ha. Đây. Cái volume thì maximum ha anh em. Đây cái volume bass rồi. Đấy,
nó cũng không có thay đổi gì lớn lắm nha anh em. Đấy. À, volume chép rồi, chép thì nó có thay đổi ha, tại vì do chép là cái tần số chung với cao ha, còn cái âm trầm nó không thay đổi gì mấy nè. Đây cái bass trên đây nè, bass này mình đang chỉnh nè. Câu thẳng lên luôn thì nó có gì ha, đây, thử ha. Đấy anh em nghe hơi lớn hơn ha anh em, đấy. Và cái tiếng hơi xì hơn, nó hơi chép hơi lớn hơn xíu ha, nó xì hơn nè, đây còn buông ra nè, nó lọc sạch ha, lọc sạch sẽ hơn, nó trong hơn xíu. Đấy. Đấy. Thì anh em nghe ha. Nè, nó không có xì, nó ít có xì đó, do cái mình lọc có lọc tốt trên hai cái này ha. Lọc tốt trên hai cái cuộn ha. Đấy. Thì làm theo mình là sẽ được thôi nha anh em. Đấy, còn có một số anh em bảo là cản mà cái con tụ này nè. Đấy. Cản mà cái con tụ này nè. Mà hôm trước có bạn nào bảo với mình không nhớ gõ nữa ha, là con tụ hình như bạn nói con tụ nhỏ quá. Con tụ nhỏ quá là nó sẽ bị sẹt sẹt sẹt, nó ghè trên cái lo chung này ha. Ấy là có thể là do cái lo chung của bạn có vấn đề ha. Hoặc là điện thoại mình hết pin anh em, đây mình nói thì bích, đây mình nói thì một số lý thuyết nữa rồi chúng ta ngưng tại đây ha. Đây, có là lo cái lo chung có vấn đề ha, hoặc là thiếu cái cuộn lọc này nè anh em, thiếu những cái cuộn lọc này ha, thì thiếu những cuộn lọc thì lâu lâu nó sẽ có cái tiếng sẹt thôi, nhưng mà anh em nghe cuối kỹ lắm nó mới nghe được. Đấy, thật sự thì cái tai người nào tin tưởng nó mới nghe được nha, còn không thôi cũng khó lắm. Đấy thì nó cũng giống như cái phần cản chép thôi, không có khác gì cả ha. Nếu như anh em có điều kiện mà có mua được cái cuộn cảm á, thì chúng ta làm, còn mà không mua được á, thì chúng ta bỏ hai cái cuộn cảm đi luôn ha, cũng không sao cả, cũng vẫn sử dụng được ha. Đấy, những cái lo mạch lo kéo mà hàng chợ trên thị trường ha, là người ta không có cái cuộn cảm như thế này đâu. Nó chỉ cần cản một con quang tụ vậy nè, rồi qua con điện trở mắc nối tiếp luôn ha. Mát thì cái điểm chung rồi, qua con điện trở này cái đầu nó lấy cái cực dương ngay đây luôn. Đấy, còn cái điểm mát là điểm bên kia thì dương nó đi qua đây, cái nó đi qua con trở cái qua luôn. Đấy, chung chép gì nó cũng làm gì hết trơn á. Ha, chung chép mình cũng làm gì hết trơn á, nhưng mà cái chỉ số tụ thì nó thay đổi thôi. Còn có ông á là sử dụng cái tụ tụ quạt đó anh em, có một số người ta gọi cục ca ba ấy, là cái tụ đó là không có chuyên cho âm thanh nha anh em. Anh em sử dụng cái tụ đó là chỉ chống chế đỡ thôi, mặc dù vẫn nghe được đúng chính xác và vẫn có cái tiếng ga ha, nhưng mà nó sẽ không hay bằng cái con tụ chuyên này. Anh em biết cái con tụ quạt anh em mua có vài ngàn thôi đấy, còn cái con tụ này là anh em phải mua mười mấy nghìn. Đấy thì tụ này so về ba loại tụ ha, thì tụ này là cái tụ nó đã rẻ, nó giá là mềm nhất rồi, tụ rẻ nhất ha, tụ màu vàng. Đấy, còn mình có cái loại tụ màu mình mua cũng nhiều lắm, mình có loại tụ màu đỏ như thế này ha, là nó mắc cái con màu vàng mắc hơn con màu vàng, còn con mắc nhất, cái con mắc nữa là con màu đen. Đấy, còn con mắc nhất nữa là con màu đồng. Đấy là nó sẽ có những cái loại đó ha, thì mình làm với cái giá tầm trung thôi nha anh em. Thì đây
anh em tính một cái cuộn cảm này là 30.000 nha anh em, một cái cuộn cảm này là 30.000 ấy, hai cuộn là 60, 60 tụ với chở 15.000 nữa là 75.000 ấy, 75.000 ha anh em. Rồi còn anh em mà mua cái anh em mua cái bạch phân tần á, ghẻ gì ghẻ cũng phải là 100 mấy chục ngàn đấy. Còn những cái loại mà cũng có 70 mấy 80 ngàn, nó xài mấy cái con tụ, nó xài mấy cái con tụ còn 73 không à, nó xài mấy cái con tụ mà đỏ đỏ giống như tụ này nè, mà bự nha, mà lấy cái này mà làm mẫu thôi đấy, thì cái âm nó sẽ tệ hơn hay nè, đương nhiên là người ta bán người ta sẽ có lời nữa đấy. Còn anh em mà tự làm được như thế này á, thì chúng ta chỉ bỏ cái tiền chúng ta mua những cái linh kiện này thôi, chúng ta không tính lời, cho nên là nó sẽ rẻ hơn nha, tại vì chúng ta làm cho chúng ta mà đâu có tính lời lỗ gì nữa ấy, làm cho chúng ta phục vụ cho chúng ta thôi ha. Thì đó là cái cấu hình của cái cản lò chung nha anh em đấy. Còn lo kéo thì lo bát anh em cứ cho đi thẳng ha, anh em cứ cho đi thẳng này đấy. Còn còn anh em muốn làm phân tầng á, thì anh em phải cái mạch lo kéo của anh em phải lớn, công suất phải lớn nha đấy. Thì cái phần phân tầng cho phần bass thì nó dễ lắm, nó chỉ cần đi qua một cái cuộn cảm như thế này ha, ngõ ga lo nha anh em, ngõ ga lo của cái phần công suất thì đi qua cuộn cảm như thế này, dập bằng con tụ 4.7 mi đây, dập qua đây đi xuống đầu này, đi xuống mát này, dập qua đây cái đầu này lấy ra cái dương của cái lo bát là xong. Ấy là ba phần bát chung chép là đã hướng dẫn cho em hết nha. Nhưng mà vì lý do là cái lo kéo mình không gáp phân tầng cho bát nên là không hướng dẫn cụ thể ở đây, nhưng mà nói gì thì anh em nắm được rồi ha. Rồi video ở đây là xin kết thúc nha anh em, xin chào tạm biệt anh em.